Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Quý vị thân mến, mùa hè đến thì những chiếc quạt điều hòa luôn được rất nhiều khách hàng tìm kiếm và săn đón. Vào năm 2019 thì những chiếc quạt điều hòa Kangaroo được đông đảo khách hàng lựa chọn bởi giá bán khá rẻ, có thể nói rằng là rẻ nhất trong các thương hiệu quạt điều hòa. Ngoài ra, với mẫu mã đa dạng thì là một điểm cộng để những chiếc quạt điều hòa Kangaroo được đánh giá càng ngày càng cao hơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một sản phẩm, đó chính là quạt điều hòa Kangaroo mã sản phẩm KG50F12, để xem về tính năng làm mát không khí của chiếc quạt điều hòa này như thế nào nhé. Quạt điều hòa Kangaroo KG50F12 với thiết kế hiện đại, kiểu dáng sang trọng, màu sắc thời trang sẽ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của ngôi nhà bạn. Ngoài ra thì sản phẩm được thiết kế với 4 bánh xe giúp chúng ta dễ dàng di chuyển, và kết hợp thêm đó là nhiều sự tiện nghi cùng với công nghệ hiện đại. Quạt được trang bị điều khiển từ xa, tiện lợi, màn hình LED sáng sang trọng, có thể nhận biết được cả về ban đêm. Bình chứa nước dung tích 7 lít, dễ kiểm soát được lượng nước tiêu thụ bởi vạch chia dung tích. Bình chứa nước của sản phẩm được cấp bằng sáng chế và tiện lợi, giúp cho người dùng có thể dễ dàng lấy ra châm nước hoặc vệ sinh. Khoang chứa nước với thiết kế khép kín giúp ngăn ngừa bụi bẩn từ không khí một cách hiệu quả. Quạt còn có thể tự động ngắt bơm khi hết nước, giúp bạn có thể nhận biết để tiếp nước vào bên trong. Quạt điều hòa Kangaroo có 3 tốc độ gió khác nhau: gió thường, gió ngủ và gió tự nhiên. Chúng ta có thể tùy chỉnh các tốc độ gió từ gió nhẹ, gió trung bình cho tới gió lớn để phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của tất cả mọi người. Cũng tùy vào nhu cầu sử dụng và sở thích là chúng ta có thể tùy chỉnh tốc độ gió mọi người nhé. Đây là một sản phẩm đa chức năng, vừa làm mát, vừa có khả năng phun sương và cả lọc sạch không khí. Chức năng làm mát bằng hơi nước với gió đa chiều cho bạn không gian dịu nhẹ, dễ chịu. Thiết kế cánh cửa thoát gió lớn, có thể quay tự động, gập lên, gập xuống dưới, quay sang trái, sang phải, làm mát không gian trong phòng rộng hoặc không gian mở. Luồng gió lớn và tán ra rộng có thể làm tăng lượng không khí lên tới 50% và làm giảm tiếng ồn hiệu quả. Bánh xe ly tâm thổi gió và quá trình chuyển hóa năng lượng điện với hiệu quả cao khi so sánh ống dẫn khí với sản phẩm có cùng loại động cơ, thì vận tốc gió của quạt Kangaroo KG50F12 cao hơn gấp 15%. Máy còn có chế độ Onion giúp tạo ra ion âm, hút không khí bẩn từ môi trường bên ngoài, trả lại cho bạn và gia đình một bầu không khí trong lành, mát mẻ và tạo cảm giác dễ chịu nhất. Chế độ hẹn giờ thông minh tới 7 tiếng, vì vậy bạn không cần lo về việc bị lạnh về đêm khi nhiệt độ hạ thấp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội để sở hữu ngay chiếc quạt điều hòa Kangaroo KG50F12 này cho văn phòng hay là ngôi nhà của mình với giá chỉ 2.990.000 đồng, thêm bộ quà tặng trị giá 400.000 đồng, quá rẻ phải không nào? Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart ngày hôm nay. Hy vọng được rằng các bạn có thể tìm được cho mình một chiếc quạt điều hòa ưng ý trong mùa hè này. Chi tiết về sản phẩm hoặc là mọi thắc mắc mà mọi người sẽ liên hệ đến tổng đài 1900 6788, hoặc chúng ta truy cập vào website thegioidienmay.com hoặc mediamart.vn để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!